Vâng, tất cả bạn khán giả thân yêu đã trở lại cùng với ván thi đấu thứ hai của cuộc đối đầu giữa BSG Talent và đối thủ của họ sẽ là FlyQuest. Một ván thi đấu đầu tiên đã diễn ra vô cùng hấp dẫn khi mà cả hai đội đều đã có những cái điều kiện thắng và họ đánh đúng theo những cái điều kiện thắng của mình. Tuy nhiên PSG là đội làm tốt hơn khi mà họ đã kéo dài trận đấu đủ để cho Senna với cả Asia của Maple lên tiếng. Và đây sẽ là một cặp đấu mà FlyQuest cần phải thực sự cẩn thận ở ván đấu thứ hai, bởi vì chiến thuật đảo đường ở ván đấu đầu tiên họ đã làm rất là tốt giai đoạn ban đầu rồi nhưng lại chưa có thể có được chiến thắng. Thì bây giờ nếu áp dụng nó thêm lần nữa liệu có còn hiệu quả như trước nữa hay không? Bất ngờ sẽ là những điều có thể xảy ra, nhưng bất ngờ thì chỉ vài lần mà thôi, thậm chí là một lần. Đối phương sẽ có những câu trả lời. Và ở mùa giải trước, những chiến thuật đảo đường của BDS, các đội tuyển lớn như là T1, như là Jindong cũng đã có những cái nghiên cứu và ngay lập tức họ sẽ có những cái đấu sách trả lời. Và lần này FlyQuest đã đem ra một cái bài rất là hay, nhưng cuối cùng thì cái mạng miếng của họ để đưa tới một cái câu chốt thì họ chưa có. Và đây là một cái tính mà thể thao chúng ta nhìn thấy là sự bất ngờ, nơi mà tôi nghĩ là thậm chí anh Dương bảo là chúng ta bấm FF nơi mà no hope rồi. Nhưng cuối cùng sự bất ngờ trong thể thao nó đã mang đến, đó là màn lội ngược dòng của BG. Đấy là sự khác biệt giữa thi đấu chuyên nghiệp và đánh xếp hạng đơn đấy anh. Đánh xếp hạng đơn thì chúng ta bỏ cuộc nhanh lắm, nhưng mà vậy, thi đấu chuyên nghiệp thì khác nhé. Vậy bài học rút ra là gì? Đừng bao giờ bỏ cuộc. Rayo never give up đúng không? Đúng, 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 đúng. Và thật sự cả hai đội tuyển đều đã cống hiến chúng ta một màn thể hiện rất tuyệt vời ở ván thi đấu đầu tiên. BG đã làm tốt và FlyQuest cũng đã làm tốt trong nửa đầu của ván thi đấu rồi. Thứ họ cần đó là tìm ra cái cách để kết liễu đối phương khi mà đã có được những cái sự lợi thế. Nhưng mà nói chung là khi mà đối đầu với một đội tuyển có được nhiều kinh nghiệm như là PSG Talon ấy, thì FlyQuest cần phải làm tốt hơn ở cái giai đoạn xử lý trong những tình huống giao tranh nữa cơ. Bởi vì cái góc đứng và cái cách giao tranh của PSG cũng rất là tốt. Họ có được những cái góc đứng tốt hơn, họ biết là đội hình của Mạnh đứng ở đâu thì Mạnh, nên là họ đứng ở những cái góc giao tranh bao giờ cũng là đẹp hơn so với cả team FlyQuest. FlyQuest chỉ được là Jensen có những cái tình huống đặt chiêu cuối khá tốt để có thể chia cắt đội hình của PSG mà thôi. Nhưng khi mà đội hình của PSG đứng cùng với nhau ấy thì họ đã làm tốt hơn rất là nhiều, đặc biệt là Betty vẫn thể hiện được cái khả năng đánh chất lượng của mình với một con chất tướng như là Senna. Và tôi đang nghĩ là ngoài cái việc nhìn về chiến thuật thì FlyQuest họ cần phải sốc lại tinh thần cho bộ đôi đường dưới của mình, và đặc biệt là Busio, khi rõ ràng chúng ta nhìn thấy anh ta thi đấu tâm lý cực kỳ nặng trong tình huống xử lý. Và đúng là như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy mà một chất tướng Nautilus mà bạn chưa có những cái tình huống mà chủ động bắt được vào thành viên quan trọng của đối phương ấy, thì bạn nghĩ là con Nautilus thì nó hơi vô hại một chút. Đặc biệt là những cái chiêu cuối của anh ta cũng không thực sự đẹp, và chưa có được cái kết hợp chiêu cuối của anh ta kết hợp với những cái kỹ năng khác của đồng đội để tạo nên một pha giao tranh wombo combo cho FlyQuest. Bây giờ tiếp tục là ban Ari và V thôi. Đây là một cặp ấy mà Maple và Julia đánh rất kinh, nên đây là lý do mà FlyQuest lúc nào cũng phải ban, bởi vì để cho hai tướng này vào tay của Maple Junjie thì đường giữa và rừng của bạn không chơi game được. Tôi nhìn thấy là Jensen khi mà ta đối đầu với Ari á, anh ta sử dụng Annie để đối đầu lại và liên tục spam cái R để cho khiến cho con Ari này phải dùng phi hồ để chạy và phải ở đường. Nhưng ở cặp đấu này, những cái sự tôn trọng mà Jensen dành cho Maple là thể hiện được rõ ràng khi liên tục hai ván Ari bị tước đi và đã có những sự thay đổi trong cấm và chọn. Họ cấm đi Coretta có nghĩa là như thế nào đây? Có muốn bích con Kalista hay là nhường cho đối phương? Bây giờ đang thấy là Senna với cả Kalista sẽ được đưa lên bàn cân nha. Varus cũng là một chất tướng mà bạn có thể sử dụng được. Đây là ba tướng vẫn đang được nhả ra và nhả ra hết. Bây giờ FlyQuest sẽ chọn là Senna hay gì? Bởi vì PSG vẫn còn đó Senna Tapken. Mà Kalista với một chất tướng nào khác nữa thì cũng không thể đè triệt để được cái cặp đôi này. Có thể là Varus để cấu rìa thì cũng được thôi, nhưng mà đấy vẫn là một lựa chọn khá là nguy hiểm, bởi vì càng về sau thì Senna sẽ càng có lợi. Varus sẽ phải phụ thuộc vào việc anh ta cấu rìa được. Ui, chơi tới luôn. Quyết định của FlyQuest là chơi tới luôn. Đó sẽ là Lucian, và để mở đường cho chọn Nami của Busio. Chúng ta thực sự cần phải kiểm chứng điều này. Masu anh ta nổi tiếng với Kalista cùng với Kai'Sa, nhưng ở một thời điểm mà thực sự ở ván thi đấu này nếu như thất bại họ sẽ phải xuống nhánh thua. Và đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ quan trọng, và ở thời điểm ngặt nghèo nhất họ hướng tới con Lucian. Nhưng mà Betty thì bạn muốn thì tôi chiều. Bây giờ sẽ là cuộc đối đầu của các xạ thủ va nhau rất mạnh ở giai đoạn đầu. Những xạ thủ cực kỳ tốt, và thậm chí là Woody có thể đánh Ash nha. Kalista và Ash vẫn là cặp đôi mà bên phía OPG có thể đánh được ở thời điểm hiện tại. Đúng là như vậy. Hợp lý. Kalista và Ash bên phía bên kia, Nami và Mirio, hai sự lựa chọn khả dĩ để ghép cặp với Lucian. Họ sẽ chọn gì đây? Nếu không chọn thì đối phương sẽ cấm.
Nami đang được nhá. Và đây sẽ là một cặp đôi đẹp nhất dành cho Masuo và Busio rồi. Mà lưu ý là Nami đã bị chỉnh sửa khi mà cái ước nguyện tiên cá bây giờ đã bị giảm sát thương một chút nha. Nên đấy sẽ là những cái lựa chọn mà hơi liều lĩnh đến từ FlyQuest. Và với thêm một con Talia nữa, Jensen có lẽ là vẫn rất tự tin. Với cả Talia vẫn đang là chất tướng mà tôi nghĩ là best option ở đường giữa ở thời điểm hiện tại. Orianna đã không còn được ưa thích lắm ở trong những giai đoạn như thế này. PSG liệu có muốn Asia tiếp hay không? Maple ván đấu vừa rồi người ta xử lý Asia vẫn rất là tốt với những tình huống lẻn đi farm để có được đồ và sau đó là sử dụng những cái tình huống gây sát thương của mình mà thôi. Tôi nhớ không nhầm là ở giai đoạn playoff tỷ lệ thắng của con Orianna trong tay của Jensen gần như là 100%. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại ta không dám đem ra. Và Asia tiếp tục sẽ là một cuộc đối đầu khu vực giữa Talia Asia dành cho cả hai đội tuyển. Và lần này thì một xạ thủ có độ cơ động nhỉnh hơn một chút xíu so với con Jin phía kia là Lucid. Và có thêm sự bảo kê của con Talia với cái tấm thảm bất ổn nữa sẽ là một sự an toàn tuyệt đối trong pha giao tranh. Nhưng cái vấn đề là đi đường họ sẽ đối đầu với Kalista và Ashe như thế nào? Tôi cũng chưa thấy có cái viễn cảnh nào để có thể đối đầu một cách dễ dàng như được khi mà bộ đôi bên kia cấu rỉa máu rất là tốt. Đặc biệt nếu mà cả Betty và Udi đều cầm cho mình là mưa kiếm thì nó sẽ khiến cho cái cặp đôi của FlyQuest gặp rất nhiều vấn đề. Poppy sẽ bị cấm, đây là một chất tướng mà đi rừng có thể ghép vào với đội hình của FlyQuest khá là tốt khi mà kết hợp với cả Talia. Khi mà bạn dựng tường đến Talia thì Poppy đẩy vào, nó sẽ là một combo rất là tốt. Và lúc này thì FlyQuest cũng phải cản đi những cái chất tướng mà gây được nhiều sát thương của Junjia nha. Bởi vì bộ đôi Kalista với cả Ashe cần thêm một chút sát thương và một chút kỹ năng khống chế đến từ người đi rừng để có thể đai trụ của FlyQuest. Con Gray có nhận được chỉnh sửa, nhưng ở những cuộc nói chuyện với những người đồng nghiệp và thậm chí một vài tuyển thủ thì cái thiên hướng nó có thể đưa lên đường trên. Và tôi vẫn đang hy vọng một điều nào đó và một tuyển thủ nào đó sẽ đem con Gray này vào rừng khi cái tốc độ thay đạn và cái tỷ lệ chí mạng nó được tăng hơn. Nhưng xem thử là Junjia có cầm hay không khi đồng đội của anh ta đang cần một vị tướng có sát thương. Tôi nghĩ là Viego hoặc là Javan đều có thể ghép vào đội hình của PSG được. Đặc biệt là Javan, quyết định của PSG sẽ là Sejodi mà thôi. Họ cần nhiều chống chịu hơn để có thể set up những tình huống băng trụ ở đường dưới hoặc là chỉ đơn giản là xuất hiện để tạo áp lực thôi, khiến cho Lucian và Nami không thể nào có được những tình huống mà băng lên trao đổi chiêu thức. Và cũng như là nếu mà gọi dừng xuống thì đây cũng là một chất tướng để có thể bảo vệ cho Ashe, cũng là Kalista lui về. Cái vấn đề đội hình của FlyQuest hiện tại là không có người che Bolabang nha. Đúng, không có người che Bolabang và Đại Băng Tiễn. Và chúng ta vừa nhắc tới thì Maokai xuất hiện. Maokai là một vị tướng có khả năng che được và thậm chí là một vị tướng có khả năng ngăn cản giao tranh. Và đây là combo chặn tường mẫu quyền lực thiên nhiên cực kỳ đẹp mà Maokai cùng với Talia có thể thể hiện. Nhưng mà Kalista cũng là chất tướng mà bạn có thể khắc chế được điều này nhé. Bạn để cho hỗ trợ của mình ra đỡ cái quyền lực thiên nhiên và sau đó kéo anh ta về với định mệnh mới gọi, thì nó sẽ khiến cho một cái chiêu cuối của FlyQuest rất khó được có thể triển khai. Nhưng mà cái vấn đề là họ sẽ cần một vị tướng đi chung. Đây, phải có một vị tướng đi chung với đội hình của FlyQuest và cho Maokai đi một cái đường vuông góc để thả quyền lực thiên nhiên theo một cái hướng khó chịu nhất. Còn nếu như thả đường thẳng thì như anh Dương đã nói, chỉ cần đưa một người ra thôi. Đây rồi! Đây rồi! Top Vên! Đội hình 3 xạ thủ thì nó có vẻ hơi quá đà, nhưng đây cũng có thể là một lựa chọn. Đây cũng có thể là một lựa chọn thôi nhé, nhưng không phải là một lựa chọn. Chúng ta chưa bàn đến việc hợp lý. Bởi vì khi mà xuất hiện Vayne thì nó sẽ là luôn luôn hợp lý rồi. Nhưng Kasate là một chất tướng hợp lý hơn rất nhiều. Bởi vì dù sao bạn sẽ có thêm một nguồn nữa để đỡ cái quyền lực thiên nhiên, cũng như là phối hợp cực kỳ tốt với Sejuani. Đây là một cặp đôi phối hợp với nhau rất tốt. Và Urgot của Weepo sẽ gặp nhiều áp lực hơn rất nhiều so với ván đấu đầu tiên. Và chúng ta nhìn thấy là cả hai đội hình đều đang có những cái tình huống, đó là họ sẽ có được cái lượng sát thương tuyến sau và có được cái dàn chiến trường tiến đầu. Nhưng nhìn về cái sát thương, về đảm bảo, tôi nhìn thấy là con Asia này vẫn đảm bảo hơn. Nhưng về xạ thủ thì Kalista về sau, cái tầm bắn của Kalista sẽ khá là hạn chế. Còn ngược lại Lucian, tầm bắn của ta cũng không dài hơn là bao nhiêu. Chính xác như vậy. Nhưng mà Lucian thì đi với Nami thì bạn vẫn có thể lên theo kiểu là đại bác liên thanh với cả hoặc là phong thần kiếm hoặc là cái giao điện static để tăng cái tốc độ đẩy đường. Nhưng ở phiên bản hiện tại, giao điện đã tăng thêm 200. Nó sẽ khiến cho cái việc mà bạn lên giao điện để đẩy đường của Lucian ấy, nó sẽ bị chậm đi so với các phiên bản trước. Và nếu mà bạn không có một lượng tài chính ổn định thì bạn sẽ hơi thọt về mặt lên đồ. Và nếu đấy, giai đoạn đấy sẽ là giai đoạn mà Ashe của bạn Kalista sẽ tạo được nhiều áp lực hơn. Và thậm chí là chúng ta nhìn thấy ở thời điểm hiện tại, Kalista sẽ thường xuyên lên theo lên đồ đó và sát lực. Đúng. Và mưa kiếm
dùng cái Q để gây sát thương nhiều hơn. Để xem thử là ở thời điểm hiện tại họ sẽ sử dụng gì. Nhưng nếu như hai xạ thủ thế này thì sát lực sẽ là hợp lý. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được là với một con Maokai đội hình thì không biết là Betty có định lên cho mình là thanh tẩy hay không. Nhưng mà Lucian thì gần như chắc chắn phải lên thanh tẩy rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy Bola băng, đại băng tiễn với rất nhiều thứ như này. Nếu anh ta mà cầm cho mình là một cái phép bổ trợ nào đó không phải là thanh tẩy thì rất khó để cho Matsu có thể chơi game ở trong ván thi đấu này. Tôi nghĩ là ngoài thanh tẩy ra thì Lucio còn phải cho một cái chuông á. Đúng là như có vậy. Có một cái tiếng chuông để tĩnh tâm lại một chút xíu. Chứ nếu không ăn một Bola băng, một cái gì đó đi, đại văn tiễn đi là có khi là đi. Và chính xác là thanh tẩy. Mà mời các bạn hãy đến ngay với những diễn biến trong ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa BG và FlyQuest. Và tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho đội bóng công viên các hoàng tử. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy được là bộ đôi của FlyQuest sẽ bị thiệt hơn về mặt phép bổ trợ giao tranh một chút so với đội hình, so với bộ đôi của bên phía PSG. Khi mà hồi máu với cả lá chắn, nó sẽ giúp cho Woody cộng với Betty có thể tiến lên tấn công mạnh mẽ hơn ở giai đoạn đầu với hai cái mưa kiếm. Hoàn toàn có thể là Woody bật cho mình lá chắn và tiến lên bắn rất nhiều để lấy lợi thế về máu so với cặp đôi của bên phía FlyQuest. Ở thời điểm hiện tại, đây là một ván thi đấu mà PSG đang đến rất gần rồi. Tất cả những cặp đấu ở vòng khởi động này đều đánh BO3 mà thôi. Và khi mà họ đã dẫn trước 1-0, họ đã có lợi thế để đặt một chân vào cái trận đấu tiếp theo rồi. Và trận đấu đấy sẽ là một trận đấu vô cùng căng thẳng nếu mà gặp đối thủ tiếp theo. Và tiến sang cướp rừng để cho Inspire có thể có những cái lợi thế. Và những cái tình huống đổi đường lại làm nữa càng thế. Wipo đang di chuyển chung với cả Inspire, và thậm chí đây là một cái chiến thuật là 2000 hồi đó nha, rừng đi chung với lại top và bố đang farm. Rất thú vị. Thực ra là họ biết rằng cái cặp đôi của mình mà đối đầu với cả Kalista với cả Ash bên kia ấy thì lúc đầu sẽ hơi bất lợi, nên là họ quyết định là thôi mình né cái mũi nhọn đối phương. Nhưng mà như vậy thì thực ra lần này các bạn có thể thấy là con Kasate là một chất tướng, các bạn có thể đánh 1 đánh 2 được, không vấn đề gì. Giai đoạn ban đầu thì nếu mà đối phương đã đi cùng nhau thì mình cũng đi cùng nhau, mình cũng dắt tay nhau mà đi thôi. Và đường dưới này sẽ là lợi thế dành cho bên phía của PSG khi mà họ vẫn sẽ được farm mà thôi. Và cái chất tướng của Lucian là một chất tướng mà bạn đẩy trụ tương đối là nhanh ở thời điểm hiện tại nha. Nên là bây giờ sẽ đang có một cái dấu hiệu là họ đi cùng nhau. Đi cùng nhau luôn. Họ vẫn đi cùng nhau. Muốn đi xa thì đi cùng nhau. Bên này cũng thế. Muốn đi luôn thì đi một mình. Cho nên họ không muốn đi luôn. Và cả hai bên chúng ta đang thấy được công nghệ rất tuyệt vời. Cam được chiếu ở cả ba đường và cả hai đội tuyển đều đang chơi đùa với những con lính. Và cả hai đội tuyển sẽ có cái cuộc thi gọi là lấy giáp trụ, và đội lấy giáp trụ trước là FlyQuest, xong proxy lính. Hai đội này mang tới những cái điểm đầu của cái meta hiện tại đang thực sự rất là thú vị cho chúng ta. Đúng là như vậy. Thực ra đúng là cái chất tướng Urgot bạn đánh 1, đánh 2 ở giai đoạn đầu này thì cũng không thực sự là ngon lắm. Nhưng mà cái việc mà tập trung đánh giáp trụ ấy đã khiến cho PSG là đội có được hai giáp trụ sớm hơn so với những gì mà FlyQuest đã có. Nên cái pha đổi đường này thực ra chỉ là một pha đổi đường, nó một nửa mà thôi. Bởi vì sau đó các bạn có thể nhìn thấy Weepo sẽ là người ở lại ăn cái lớp giáp trụ thứ hai này, nhưng bị dịch chuyển đến từ Achu, nên người lỗ chắc chắn là FlyQuest. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là Weepo anh ta sẽ có được cái giai đoạn đi với con Kasante này dễ thở hơn đi với hai xạ thủ đối phương. Nhưng Betty với lại Woody có muốn lên rút bóng thở không? Họ đang biến về. Họ tôi nghĩ là rút đấy. Họ đang chờ một cái đợt lính đẩy vào. Nhưng nhìn những cái bước di chuyển của Betty xuống thì thôi, để cho hai đường trên chơi đúng kèo đi. Mà rõ ràng lợi thế của việc hai xạ thủ trong đội hình của mình thì đã giúp cho PSG là đội có lợi hơn trong tình huống đẩy đường vừa rồi. Bởi vì tổng cộng họ ăn được hai lớp khiên trụ, trong khi đó FlyQuest chỉ ăn được một lớp khiên trụ mà thôi. Ở đường trên kia vẫn đang còn một nửa cái lớp khiên trụ thứ tư nữa vẫn chưa được bào đi. Và con Urgot này khi mà gặp Kasate bên phía bên kia thì bạn cũng không thể có được lợi thế về mặt đẩy đường quá nhiều đâu. Nên anh ta cũng không thể nào mà sớm có được cái lớp khiên trụ này. Và bây giờ cái pha đổi đường này chỉ nhằm giúp cho Matsu và Busio không bị tấn công ở cấp độ 1-2 mà thôi. Và cái điều kiện của cặp đôi Lucian Ami đó là cấp độ 3. Đúng. Thời điểm cấp độ 3 là cặp đôi này mạnh nhất và bắt đầu đánh nhau được rồi. Và họ đã là người có cấp độ 3 trước và đẩy cho Betty bắt buộc phải lùi về phía bên trong. Và bắt đầu có những cái lợi thế về cả mặt chỉ số lính và thậm chí là đầu phủ đầu cũng đã kích được lần đầu tiên rồi.
Cả hai bên có lẽ đều hài lòng với pha đảo đường vừa rồi. FlyQuest thì đã giúp cho cặp đôi Lucian Ami đến được cấp độ mong muốn để họ có thể giao tranh. Và với đòn phủ đầu thì Masu sẽ là người có lợi hơn về mặt kinh tế ở thời điểm hiện tại, khi mà anh ta hoàn toàn có thể kích được cái đòn phủ đầu này. Nhưng về mặt đồ đạc thì ăn được hai lớp kiến trụ mà, nên là Betty sẽ có được nhiều đồ hơn. Anh ta đang có hai thanh kiếm dài và anh ta không mua bình máu, nhưng anh ta có giao hàng bánh quỷ. Rồng gió sẽ là con rồng mở màn với chúng ta ngày hôm nay. Ai sẽ là người phiêu lưu cùng gió đầu tiên đây? FlyQuest hay là BG? Những bước di chuyển của Junja đang đi thẳng xuống vực được cánh dưới, và có lẽ họ sẽ là đội hướng tới. Nhưng ở nửa cánh trên, rừng cũng đã clear xong. Bây giờ biến về ra có kịp để đánh hay không thì chờ xem thử là những cái động thái của Junja như thế nào. Lao lên, thủy ngục, trao đổi chiêu thức. Người lợi hơn là Masu, nhưng thậm chí là anh ta đã mất đi gần hết cây năng lượng của mình rồi. Chính xác là như vậy. Bây giờ Lucian thấp năng lượng rồi, nếu mà làm thêm một pha nữa mà út đi bật lá chắn để có thể tấn công, rất có thể là bộ đôi FlyQuest sẽ phải lùi về và biến về sớm. Như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái thế đánh ở đường dưới, khi mà lúc này Junja ta đã sang để cướp bãi chim quỷ của FlyQuest rồi. Đây là một nước đi mà tôi nghĩ là khá hay, bởi vì ta hoàn toàn có thể cướp đi một chút kinh nghiệm của Yifai. Yifai đã xuất hiện và vừa rồi là một pha mà đua trừng phạt, nhưng mà hình như là Junja là người giành chiến thắng với cái trừng phạt. Và không được cánh trên, kèo đấu này nếu như đi chung thì Kassante sẽ hơi khó thở. Chúng ta chưa được nhìn thấy kèo đấu này nhiều. Nhưng mà về bộ chiêu thức, tóc biến lên. Không, đó chỉ là một tình huống sử dụng cái phân chia thiên hạ để ép tóc biến đối phương mà thôi. Maple anh ta đã tận dụng đến những giọt năng lượng cuối cùng để thực hiện cái combo vừa rồi, ép được cái tốc biến của Jensen. Pha thi đấu vừa rồi các bạn có thể nhìn thấy là Junja cũng đã di chuyển ra, nên nếu mà bị hất về thì sẽ có ngay một Sejuani để đỡ. Với liên tiếp những tình huống xử lý tốt như vừa rồi thì PSG là đội có lợi hơn để kiểm soát con rồng đầu tiên ván đấu này. Nhưng Jensen thì muốn gỡ ở đường trên, băng trụ không được trên, sử dụng chiêu cú nhưng có dịch chuyển để phòng ngự quan địa chấn, nhưng nó không có tác dụng gì lắm. Achu vẫn có được cái lượng máu nhất định và Jensen là người lỗ hơn, nhưng ít nhất là anh ta câu được một cái dịch chuyển của Maple. Nhưng mà cũng chỉ là cân bằng về những cái lớp kiến trụ mà thôi, khi họ cũng đã cuối cùng ăn được cái lớp kiến trụ thứ hai ở đứng trên. Nhưng rồng, con rồng đầu tiên sẽ được dành cho Junja. Maple đang có mặt ở cánh trên này, anh ta sẽ ra can thiệp. Inspire chưa cấp độ 6 nên Maple hoàn toàn có thể tự tin đứng xỉa vào con Maokai này, ép buộc cho Inspire phải bỏ bãi sâu hư không này mà không phải ăn đủ ba con. Thậm chí là dù cho có cấp độ 6 thì anh ta cũng sẽ sợ, tại vì Achu là người lên cấp 6 trước. Whipple mới cấp 5 thôi, anh ta hết năng lượng rồi. Và Azir là người đầy đủ năng lượng di chuyển ra. Thậm chí Woody cũng sẽ là người bỏ đường và đi lên. Và nhìn vào những tình huống kiểm soát như này, BSG họ là người bị động ở ván đầu tiên trong cái công cuộc đảo đường. Nhưng ở ván thi đấu thứ hai họ là người lợi hơn rất nhiều. Khả năng di chuyển đầy kinh nghiệm của PSG vẫn đang là vượt trội hơn so với FlyQuest. FlyQuest cái thế di chuyển của họ đang bị theo bài quá, và ở thời điểm hiện tại thì họ biết rằng không can thiệp được con bãi sâu hư không, nên đường dưới của họ quyết định đóng băng. Nhưng mà thực ra là họ không thể đóng băng được với một con Kalista như thế này, bởi vì Kalista hoàn toàn thể farm từ xa với những cú quy của mình. Và khi mà Woody thấy rằng đội mình đã ăn được hai sâu hư không còn lại rồi, nên anh ta sẽ di chuyển thẳng xuống cánh dưới này, liên tục có những tình huống để sử dụng tán xạ tiễn để làm mỏng đi cái đợt lính, giúp cho Betty có thể farm dễ dàng hơn. Và những cái trận đấu tập, những cái chia sẻ của những người đã từng đấu tập với BSG, thì BSG là một đội tuyển mà họ không cần phải có những mà hạ gục, nhưng dần bạn sẽ cảm giác được là rất khó thở và hầu như là cảm thấy thua luôn. Đối phương không lấy mà hạ gục, nhưng cái thế trận cứ từ từ bị bóp nghẹt. Và ở thời điểm hiện tại, khi mà FlyQuest đang không có những lợi thế giai đoạn ban đầu, thì họ đang bị đối phương dẫn dắt, muốn ganh xuống vực được cánh dưới. Nửa cánh dưới cặp đôi Masu Buiso là nơi duy nhất mà chúng ta nhìn thấy là họ vẫn đang đi được ổn so với phía bên kia. Nhưng mà giai đoạn này sẽ là giai đoạn mà PSG mạnh hơn, bởi vì sắp có cấp độ 6 đến từ Ash cộng với cả Kalista rồi. Khi có cấp độ 6 thì họ hoàn toàn có thể mở giao tranh trước. Bên kia thì cấp độ 6 cũng sẽ là một mốc sức mạnh khiến cho FlyQuest có thể có khả năng dồn sát thương mạnh. Nhưng khởi động giao tranh từ xa thì Ash sẽ là tốt hơn với cái đại băng tiễn của mình. Và thậm chí là từ nãy tới giờ những cái ưng tiễn của con Ash nó cũng kiểm soát được lượng tầm nhìn mà Inspire di chuyển. Hầu như ta không có bất kỳ cái góc vòng nào là bất ngờ dành cho đối phương cả. Và cái việc để lộ tầm nhìn và đường đẩy thua đã khiến cho họ đang gặp cái vấn đề là sẽ phải tranh chấp con bùa đỏ này. Masu Buiso di chuyển vào, nhưng di chuyển được nửa đường thì nghĩ lại thôi, lượng đồ này không cho phép cặp đôi Lucian Ami để có thể tấn công pha thi đấu như thế này. Đặc biệt là khi mà cặp đôi bên kia đã có cấp độ 6 rồi. Cặp đôi của team FlyQuest thì vừa mới lên cấp độ 6 thôi, không thể nào giao tranh ngược trở lại được. Junja đã có những tình huống đứng trong rừng của đối phương luôn. Chính vì thế người ta đã hơi mất thời gian, người ta đã mất đi một vài bãi quái rừng
thọt hơn chỉ số so với Despite một chút, nhưng bây giờ anh ta về lại ăn ba bãi quái ở rừng của mình ấy, và tiện thể bảo vệ cho cặp đôi đường dưới thì sẽ là vượt trội hơn về mặt chỉ số so với Despite. Tôi có một cái thắc mắc nghe nó hơi vô tri một chút xíu, đó là tại sao họ không đánh cái hạt soi sáng ở tình huống đó ta? Ngay chỗ hang bùa đỏ có một hạt soi sáng, có khi họ phát hiện ra một con mắt ở đó và để xóa đi rồi. Nhưng thôi, Woody thì cũng ngoảnh mặt làm ngơ, còn Junja thì cũng biến về. Và bây giờ họ sẽ tiếp tục có những tình huống tăng tiến về những cái chỉ số lính, và sau đó sẽ tiến tới mục tiêu tiếp theo ra, đó chính là con sâu tiếp theo. Bây giờ thì Achu vẫn còn nó dịch chuyển, nên ta sẽ về nhà mua thêm đồ và sau đó dịch chuyển ngược trở lại để giữ cái thế lính ở đường trên này. Đường trên của Achu các bạn có thể nhìn thấy cái chất tướng Kassante. Bạn thua một vài chỉ số lính như này không phải là một vấn đề. Bạn thua đối phương có 600 vàng thôi. Đại băng tiên bồ là bằng kết hợp chỉ một cái trúng mà thôi. Một cái trúng, nhưng sau đó là cái gì? Là phân chia thiên hạ và đón đầu là một xạ thủ hỗ trợ. Ash ở thời điểm hiện tại sát thương rất nhiều với mưa kiếm và một cái đao hung tàn. Và chưa kể là bây giờ Betty cũng lên sát lực, nên đây là giai đoạn mà Kalista với Ash mang lại rất nhiều sát thương trong tình huống giao tranh nhỏ lẻ này, đặc biệt là với chất tướng chưa lên giáp như các thành viên bên phía FlyQuest, đặc biệt là Jensen chưa có một tí giáp nào. Thậm chí là kể cả Inspire bây giờ anh ta cũng lên nhiều kháng phép, anh ta chỉ một cái mảnh giáp mà thôi. Nó sẽ hơi khó để anh ta băng vào những tình huống như này. Maokai chưa phải là chất tướng khả năng đỡ đòn ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm trước khi mà chúng ta có Meta Lucian lên cái giao điện đầu tiên á, thì cái ngưỡng trang bị hai đồ của con Lucian sẽ là cái ngưỡng trang bị cực kỳ mạnh để anh ta lướt lên xả thanh trừng. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi mà có bắt buộc một cái giao điện thì có khi phải là ba đồ, thì những tình huống lướt lên xả thanh trừng mới bắt đầu có cái lượng sát thương. Cho nên là cái nhịp sát thương và nhịp sức mạnh của FlyQuest nó cũng sẽ chậm hơn rất là nhiều. Và quan trọng hơn hết là bạn phải chọn mục tiêu là ai. Nếu bạn chọn mục tiêu là Ash thì hoàn toàn có thể có một cái định mệnh vẫy gọi của Woody, của Betty có thể cứu Woody về. Trong khi đó khả năng kiểm soát tầm nhìn của Ash cộng với cả Kalista là quá tốt. Có ưng tiễn, có ma nữa thì bạn rất khó có thể ganh bộ đôi này ở đường dưới. Dẻo chưa? Maple nãy giờ né hết những cú quăng địa chấn, nhưng mà phi thạch thì né không được nha, đau lắm. Có thêm một con xe bắn nữa và Junja bắt buộc phải có mặt để hỗ trợ. Thực ra là với lượng sát thương của Jensen ấy, thì trừ phi là anh ta muốn outplay một pha tốc biến mà quăng cái phi thạch ở dạng cường hóa thì may ra có thể hạ gục của Maple pha đấu vừa rồi. Nhưng Maple chắc chắn là cũng đè tay vào nút tốc biến rồi, đối phương lao lên thì mình tốc biến mà thôi. Nhưng đây là một pha mà Achu với cả Junji anh ta chủ động ra để kiểm soát con sâu hư không trước, và với việc ăn được cho mình anh ta outplay chúng ta, tình huống nó phải về chứ ta. Jensen làm cái gì bây giờ? Chúng đại băng tiễn. Hình như là chúng đại băng tiễn anh ạ. Đứng biến về trên tập nhìn của PSG và ăn ngay cái đại băng tiễn vào. Và ngay lập tức Maple dịch chuyển ra. Ăn ngay được một điểm hạ gục. Nghĩa là vừa có 5 sâu hư không, vừa có một điểm hạ gục. Đây anh nhìn KDID 101 của Azir và 101 của Ash. Hồi nãy là con Ash này được đấy, con Azir mồi cho một mạng. Và bây giờ là tới lượt tôi trả bạn một đều. Thật. Như này có hỗ trợ như này cũng đòi gì nữa đúng không? Chính xác như quá vậy. Quá tuyệt vời. Quá tốt luôn. Một pha phân chia thiên hạ để Ash ăn. Thì sau đó Woody trả lại một cái đại băng tiễn và quay sang nói là bây giờ huề nhá. Nên là bây giờ chúng ta đã đánh tiếp mà thôi. Nhưng đấy vẫn là một pha thi đấu mà Jensen đã hơi chủ quan một chút với một pha biến về trên tầm nhìn. Thực ra anh ta không có vẻ như anh ta không biết rằng có một con mắt của PSG ở cái khu vực đó. Được lên, phân chia thiên hạ ép tốc biến. Hay thật sự cứ trước thêm những cái pha giao tranh mục tiêu là Maple lấy được cái tốc biến của Jensen. Và bây giờ đường giữa của FlyQuest nằm hai mạng, mất tốc biến, Inspire rình rập. Nhưng phía sau là Junja, nhưng Junja mỗi người đi mọi hướng rồi, cẩn thận. Inspire tiến lên, sẵn sàng với chiêu cuối, nhưng Junja đã có mặt trở lại. Và Betty thậm chí là quay ngược trả sát thương cực kỳ đánh đá khi có rừng ở đây. Bộ băng ném vào một người, đây là người không có thanh tẩy, tung cả sóng thần. Đó là quyền lực thiên nhiên trói chân được hai người. Và rất đơn giản, tung cái định mệnh vẫy gọi, hút thẳng vào đó là Woody. Anh ta nhắm vào Busio, Busio mất tốc biến, không ai phải nằm xuống trong pha giao tranh này. Nhưng phía bên kia, Jensen Maple tiếp tục BK 500 hiệp. Còn khu vực cánh dưới, đập một người về, đó là Betty. Và Woody có lẽ cũng sẽ phải nằm trong tình huống này. Anh ta gỡ được một mạng, nhưng mạng hạ gục này sẽ rơi vào tay của Master. Sẽ là double kill dành cho Master. Còn phía bên kia, chiêu cuối hả? Ủa không có chiêu cuối, nhưng mà Jensen sao chạy được ta? Tôi nghĩ là anh ta đã sử dụng một cú tốc không nên mất tốc biến từ trước rồi. Có lẽ là một pha mà chỉ là cái góc tường của Maple đứng ấy thì là anh ta không đủ tầm để có thể gây thêm sát thương nữa, nên là về được chắc là đánh một cái hạt thông để có thể bay về đến là Jensen mà thôi. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được là Junja vừa mới bỏ bộ đôi đường dưới của mình để đi ra kiểm soát con cua ở sông,
thì ngay lập tức là đánh ngược trở lại đến từ Inspire. Chúng ta cùng xem pha thi đấu này. Định mệnh vẫy gọi kéo về và sử dụng nó để tấn công tiếp. Nhưng tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy giày vò của Betty không đủ sát thương để hạ gục Busio. Và khi mà họ tiếp tục ở lại, tốc biến phi thân quỷ dị quá chính xác của Inspire đem về double kill cho Masu. Mặc dù Busio hoàn toàn có thể biến về, nhưng thôi tôi nghĩ là anh ta ở lại cũng được, bởi vì double kill cho xạ thủ của mình vẫn là quan trọng hơn. Và thậm chí đó là một mạng hạ gục mà con Ash này cũng khá là giá trị đấy. Và họ sẽ hướng tới một pha giao tranh kiểm soát những cú sâu hư không. Masu vừa có hai mạng về nhà đóng đồ, và anh ta sẽ gần hơn với một cái đèn mắt viên thanh và cử ngay bộ đường dưới ra đây để có thể kiểm soát là những cú sâu này. À không, cú sâu có rồi, đây là sứ giả. Đã là 5 sâu cho PSG rồi, FlyQuest chỉ có được 1 sâu mà thôi. Nhưng vẫn là một đội rất ưa thích kiểm soát sứ giả để có cái mục tiêu như thế này. Weepo cũng đang đẩy được tốt ở đường trên, và với cái con sứ giả này họ hoàn toàn có thể mở ra những cái công trình cho FlyQuest. Nhưng PSG thì không cần sứ giả, họ đã có được một trụ ở đường dưới rồi khi mà Maple đang được đẩy. Maple ván thi đấu này xanh hơn rất nhiều so với ván thi đấu trước khi người ta đã có Nang Nashor từ rất sớm, và bây giờ cái tốc độ đẩy lính của anh ta là không thể coi thường. Tôi nhìn vào cái lượng máu của trụ là một nửa, thì đâu đó sẽ tầm hai lớp giáp trụ rõ ràng dành cho Maple. Và anh ta chinh 30 lính một mạng hạ gục một Asia cực kỳ giàu đây. Ngay lập tức khi chúng ta đang phân vân về lượng kinh tế thì phim kia đã cho chúng ta thấy lượng chênh lệch về hỗ trợ và đường giữa, chứ xạ thủ không có tên trong đó. Woody thì có 2 điểm hạ gục, 1 điểm hỗ trợ, nên đương nhiên là anh ta đã hơn rất nhiều tiền so với cả Busio bên phía bên kia. Nhưng dù sao chất tướng hỗ trợ cũng là một chất tướng mà bạn, tôi nghĩ là tiền giai đoạn ban đầu ấy rồi nó hỗ trợ là khá hay nhé. Được. Bởi vì bạn có thể lăn được một quả cầu tuyết mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi là bạn là Ash. Bây giờ đã có huyết chảo kết hợp với kiếm âm mưu, lượng sát thương của anh ta và khả năng kiểm soát tầm nhìn của Woody nó nâng lên một tầm cao mới. Nó sẽ khiến cái bản đồ thi đấu của FlyQuest rơi vào thế rất khó. Bây giờ họ đẩy tầm nhìn ra thì họ chỉ có thể đẩy bằng những cái con mắt kiểm soát mà thôi, bởi vì những con mắt thường của họ sẽ rất nhanh chóng bị phá đi bởi Woody. Thật. Và những cái lượng tầm nhìn đó sẽ khiến cho Woody anh ta thoải mái di chuyển. Anh ta có lượng đồ và những cái việc kiểm soát bằng kiếm âm u sẽ tuyệt vời hơn nhờ đối với gì. Họ sẽ tiến ra những cái mục tiêu lớn tiếp theo, ví dụ như là con rồng nước đang chuẩn bị xuất hiện trên bản đồ. Với ma của Karissa, với ưng tiễn và với một cái kiếm âm u này. Ủa mắt làm mát. Thời tiết này hơi nóng nhưng họ làm mát. Nhưng phía bên kia thì Betty ăn nguyên một cú thanh trừng. Wow. Mất tốc biến, dịch chuyển ngược trở lại, đã bắn tiễn trúng vào người Masu. Masu không thèm xài thanh tẩy luôn. Azir Maple đang chọc khá là đau. Phía bên này Junja bị tấn công, Junja bị hất về, và Junja sẽ phải nằm xuống từ tình huống này. Nhưng Seljuni đã đi rồi. Phía bên này Maple liên tục chọc người Weibo nhưng chưa kéo được mạng hờ gồm nào cả. Vẫn là một cái chất tướng của Lucian, với hai món đồ này những tình huống anh ta băng lên tấn công với đòn phủ đầu và thanh trừng là rất đau. Betty pha thi đấu vừa rồi phải mất tốc biến sau một tình huống sấy thanh trừng cực kỳ chuẩn xác của Masu, và nó khiến cho PSG mở giao tranh ở một thế không thực sự đẹp. Họ không có được một cái pha mà xạ thủ được chơi game. Trong pha thi đấu vừa rồi, đại băng tiễn cũng chỉ trúng một xạ thủ của đối phương nhưng lại ở trong vòng tay của những thành viên còn lại của FlyQuest. Siêu cuối ở Jensen cũng trải ra để có thể giao tranh. Cái điểm hạ gục này còn nó thêm nữa là giao tranh rồng này sẽ có lợi cho FlyQuest một chút. Nhưng bây giờ Betty đã có mặt và anh ta đã cấu đi một chút máu của Jensen rồi. Weibo dịch chuyển. Họ quyết định là chúng tôi phải lấy bằng được con rồng này mà không mất cái thiệt hại nào cả. Họ đã có được điều đó. Weibo cần phải lui về. Anh ta nếu như cứ nấn na đây sẽ là một điều nguy hiểm rất là nhiều. Đại băng tuyển đã hồi. Và mục tiêu họ nhắm sẽ là ai đây? Thả sứ giả rồi. Họ sẽ tiếp tục tấn công vào. Đang cố gắng bao trù để sứ giả hút. Nhưng bên phía của BG đang có 3 người ở đây và Achu thậm chí đang đi bộ ra. Họ sẽ phòng ngự thành công cái trụ này. Nhưng cái lượng máu của trụ 1 vừa đứng giữa đã không còn quá nhiều. Bây giờ Maple đang có dấu hiệu tham dự giao tranh. Đây là lúc để Woody có thể mở chiêu cuối. Nhưng quyết định của PSG là họ muốn đánh chậm lại một chút pha thi đấu này. Lướt lên, liên tục chọc vào người Masu. Nhưng lượng sát thương trả ngược của Masu là khá là nhiều. Và Woody anh ta nhận ra là bắn cái đạn băng tiễn vào người của một con Lucian đang đứng ở vị trí an toàn. Và thậm chí là anh ta vẫn còn một cái thanh tẩy. Nó sẽ không phải là một giải pháp khá là hay ho. Cho nên là quyết định sẽ giữ lại những cái chiêu cuối đó để đánh những tình huống gọi là đột phá hơn. Những tình huống đột phá là những điều mà cả hai đội đang cần ở thời điểm hiện tại, khi mà FlyQuest cũng đã có những tình huống như vậy. Nhưng đây là một pha mà Weepo đứng thì thấy đối phương dắt 3 người ở đây. Bây giờ mà hó hé thở ra một hơi là có khi đi luôn. Liệu muốn đánh hay không? Muốn đây, đánh rồi. Quyền lực thiên nhiên được xả ra.
Và bây giờ Weibo đang chặn phía sau, người bị giữ chân lại đó chính là Atu. Nhưng anh ta bật mở đường, anh ta bị đẩy ngược về, anh ta bật chơi khô máu. Inspire là người gặp nguy hiểm. Maple phía bên kia xả sát thương liên tục, đại bên tiến tâm rất xa, thắng người Jensen. Anh ta ăn luôn một cái bola băng, nhưng phía bên kia đó là phân chia thiên hạ, chưa ai nằm xuống cả. Thanh thương được tung ra phía bên này, Wood đi tới góp sức với những lượng sát thương cực kỳ nhiều. Một người đang biến về, wow, một người đang biến về đó chính là Atu. Anh ta còn dịch chuyển, hoàn toàn có thể quay ngược lại giao tranh. Hai bên đánh nhau 500 hiệp nhưng không ai phải nằm xuống cả. Anh ta có dịch chuyển không đây? Dịch chuyển vẫn sẵn sàng nhưng chưa dùng, đã dùng rồi. Và sẽ là trụ một tốc biến lên tới từ Woody để có thể làm chậm. Nhưng có khai thác được gì không? Busio lùi về, Busio bị làm chậm, Busio tiếp tục bị bắn. Bật quy lên nhưng cuối cùng không có mạng hạ gục nào dành cho hai bên. Bạn có thể thấy được Woody pha thi đấu vừa rồi rất tự tin, bởi vì anh ta có định mệnh vẫy gọi của Betty đứng ngay đằng sau. Nên nếu mà anh ta bị nguy hiểm gì, nếu đối phương quay ngược trở lại bắn thì anh ta sẽ được thu về với định mệnh vẫy gọi và tung ra một lần nữa để hất tung đối phương, tạo tiền đề cho đồng đội có thể giao tranh. Những pha thi đấu vừa rồi vẫn là một pha thi đấu mà các thành viên PSG đã thể hiện được sự kinh nghiệm của mình trong những tình huống giao tranh. FlyQuest đã muốn một tình huống giao tranh mà Vipo có thể luồn ra được tuyến sau, nhưng mà họ đã không tập trung được sát thương của mình vào một mục tiêu nhất định. Và những cái mục tiêu đấy họ tập trung vào một con Kasate, chỉ đơn giản là chứ bật mở đường và bật khô máu, và sau đó anh ta lùi về được và có một lượng sát thương rất lớn để quay ngược trở lại. Maple cũng đã bị băng vào bởi Weibo, nhưng anh ta còn giữ lại chiêu cuối để bảo vệ bản thân mình. Nên giao tranh vừa rồi là có lợi cho PSG khi họ là đội có được trụ và không mất ai cả. Cái chất thứ của Kasate đó buồn cười một cái là khi bạn muốn bắt một người nào đó, bạn phải tạo ra thế gọng kìm, phải có người đứng sau. Nhưng thế đứng sau với Kasate chẳng khác nào bạn để một mục tiêu cho anh ta đẩy khô máu cả. Và tình huống vừa rồi là một ví dụ. Và thậm chí bây giờ lượng sát thương của Woody không thua kém gì Petty đâu. Một con Asmu kiếm với huyết trảo và một cái kiếm ở trên người, và lượng sát thương tung ra là cực kỳ nhiều. Chúng ta nhìn thấy cái ví dụ pha giao tranh trên khi mà Woody góp mặt, những tình huống sử dụng cái mưa kiếm bán xạ tiện, chú tâm tiện, sát thương cực kỳ nhiều. Đây là một pha thi đấu mà PSG đang có 5 người ở đường giữa luôn. Inspire dính vô la bàn và phi thân của gì để né đạo tiện. Đạo tiện tiếp tục dính vào người Jensen, cả hai nhà ai nấy về. Cái pha thi đấu mà PSG đã định giao tranh cả 5 người khi mà Atu cũng đã rợn bước về cánh này rồi. Nhưng mà những chiêu cuối của họ lại mở chưa thực sự đẹp lắm. Chúng thì nó có chúng đấy, nhưng mà nó không phải chúng cùng một mục tiêu, nên cũng không có đủ lượng sát thương để nhồi vào pha thi đấu vừa rồi. Atu bây giờ bắt buộc phải hướng tới những tình huống đánh giao tranh tổng. Tại vì nếu ta đi lẻ thì bây giờ nhìn thấy Weibo, những cái đại bác cộng hưởng và cả cái lựu đạn ăn mòn, nó có thể clear một con Kasate này cực kỳ nhanh luôn. Và tình huống vừa rồi thậm chí là Jensen còn sử dụng chiêu cuối để có thể hạ gục anh ta và khu vực giữa thả quyền lực thiên nhiên lấy trụ một. Đây là giai đoạn mà Lucian Nami đang rất khỏe, nên là FlyQuest đang tận dụng cái thế đẩy liên tục ở đường giữa này để tạo áp lực lên đội hình của PSG, và họ đã làm được. Khi mà ăn được cái trụ giữa như này cộng với cả những cái chồi non của Maokai, nó sẽ giúp cho FlyQuest kiểm soát được đường từ đường giữa, di chuyển sang bùa xanh của đối phương và di chuyển vào hang rồng. Đây là một góc giao tranh rất khó để PSG có thể ra giao tranh ở thời điểm hiện tại. Họ có thể kiểm soát tầm nhìn nhưng họ chỉ có thể tung những kỹ năng từ bên ngoài vào mà thôi. Còn bước vào bụi ở những khoảng như thế này thì rất dễ ăn cho mình thủy ngục hoặc là cái đại hồng thủy, và sau đó ăn thanh trừng của Masu. Thì đội hình này của PSG chưa có một người nào đủ cứng để có thể ăn cái thanh trừng này cả, trừ ra trừ. Thậm chí là khi mà đã có được cái đoạn down Nori thì cú thanh trừng đó ở mid và late game nó có thể lên tới 3.000 sát thương, thì một con Cassante hay thậm chí một con Sioni hoàn toàn có khả năng gục ngã nếu như ăn trọn cú thanh trừng đó. Bây giờ thời điểm hiện tại đã có nỏ thần Dominic cho Masu rồi, vẫn là một kịch bản mà xạ thủ của FlyQuest rất xanh, nhưng mà PSG vẫn đang kéo được trận đấu theo một cái hướng mà chưa quá nghiêng về bên phía FlyQuest bằng cách là bắt đầu tổ chức những tình huống ăn mục tiêu như này. Nếu họ có được con rồng này thì sẽ rất là tốt, bởi vì họ sẽ ngắt được mạch rồng của FlyQuest. Người là thiên nhiên. Cướp được rồng luôn, và Junjie là người gặp nguy hiểm. Wow, PSG họ gặp nguy hiểm và họ bị lỗ hoàn toàn dịch chuyển bọc đầu. Maple, Maple bị chặn đầu, Maple bị dính chiêu cuối. Phân chia thiên hạ không trúng vào ai cả. Định mệnh vẫy gọi, muốn đi luôn thì đi cùng nhau. Họ đang đi cùng nhau. Chiêu cuối được tung ra bởi Jensen. Betty đang cố gắng gỡ một điều đó, ta gỡ được một mạng nhưng anh ta nằm xuống. Woody đi thẳng cẳng luôn. 1, 2, 3, 4 mà hạ gục dành cho phía FlyQuest. PSG đã mất hết trong pha thi đấu vừa rồi. Họ mất 4 điểm hạ gục, họ mất luôn con rồng rất quan trọng này. Đây là con rồng thứ 3 của FlyQuest rồi. Nó sẽ giúp cho FlyQuest có thể có được một cái mạch rồng tốt, có thể có được linh hồn rồng sau một chút nữa. Và bây giờ họ nhắm đến Baron với lượng đồ như này đến từ Jensen và Masu. Tốc độ ăn Baron của họ sẽ là rất tốt. Junjia liệu có thể đóng vai người hùng nữa hay không? Lúc nãy Inspire đã là người trừng phạt cướp được con rồng, thì bây giờ Junjia phải làm được điều ngược lại
thì mới có cơ hội cho PSG để kéo dài trận đấu này. Còn không, nó sẽ là một thế rất khó để họ có thể đánh ngược trở ra. Khoảnh khắc ngôi sao, đó là những thứ mà Junja cần phải làm được. Tốc biến xuống, Ata làm gì đây? Được Baron cho Junja. Mabel tới, Ata đang cố gắng làm một điều gì đó. Maxwell giao tranh phía bên này. Junja trở về trong tư thế một người hùng. Bên phía bên kia Betty hạ gục được Fasu. Và Weibo cố gắng vùng vẫy, anh ta gỡ được một người, anh ta phi được xạ thủ đối phương và Mabel phải nằm xuống. Woody cũng đi luôn. Khoảnh khắc ngôi sao nó chỉ tồn tại được một phút mà thôi. Woody đi, tất cả các Buaron đều mất sạch. Chính xác như vậy, triple kill dành cho Weibo pha thi đấu vừa rồi. Anh ta đã không thể ngăn cản được Junja cướp Baron, nhưng anh ta có thể xóa đi 3 bùa lợi Baron của PSG. Cộng với những thành viên trước đó thì đã là 5 bùa lợi Baron, đã không còn một cái nào cả. Chúng ta cùng xem lại pha thi đấu này, họ không có đủ nhiều công cụ để có thể ngăn cản Junja pha thi đấu này, nên Junja là người đã trừng phạt chính xác hơn. Tuy nhiên khi mà Maple đến thì Jensen đã đi vào một thế rất an toàn. Maxu mặc dù bị hạ gục bởi Betty nhưng nguồn sát thương vẫn có đến từ một con Urgot ở pha thi đấu này. Đặc biệt hơn là ở pha thi đấu này anh ta hạ gục được người rất quan trọng, đó là hạ gục được Achu để làm hoảng sợ vào Betty. Và sau đó khinh thị với những cú bắn là cực kỳ đau. PSG một lần nữa họ rướng. Nếu như chỉ ngừng lại ở việc cướp Baron thì có khi là họ đã rất lời rồi. Chính xác. Nhưng đâm quá sâu vào pha giao tranh, họ đã mất tất cả, mất mọi thứ. Trước đó FlyQuest là người đã khiến cho họ mất rồng, mất cái trụ bộ khu vực điện trên và bị đẩy vào Baron. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy rồi, một con Urgot với lượng trang bị thì Weibo đang làm khá là tốt với cái vai trò của mình. Quyền lực thiên nhiên trải ra để có thể ăn trụ mà thôi, nhưng Masu ăn ngay một cú quy của Betty và lập tức phải lùi về. Đây vẫn là một cái điểm yếu của con Lucian, là cái tầm đánh của nó, mặc dù có được mình đại bác liên thanh nhưng nó vẫn sẽ rơi vào thế nguy hiểm. Sau khi bạn đánh xong cái đòn đại bác này thì bạn sẽ rơi vào cái tầm bắn rất ngắn và hoàn toàn có thể bị cấu rỉa đi bởi những kỹ năng của đối phương. Nhưng anh ta vẫn sẽ nằm ở cái tình huống an toàn khi tích được hai con rồng nước trên người. Chính có xác. Một con Nami phía sau, rất đơn giản mà thôi. Và đây là bản đồ linh hồn rồng nước. Nếu như nhiều rồng nước thế này thì những cái tình huống cấu rỉa của một con Ash hay một con Kalissa nó sẽ là bằng một con số 0. Và Lucian lên theo hướng trang bị như này nó chỉ có hai kiểu thôi. Nhưng Weibo chặn được hai người bằng một tình huống khinh thị tấn công phương chiến hạ. Weibo gặp nguy hiểm, nhưng ai là người nguy hiểm đây? Junja bị kẹt lại, Junja bị hạ gục, Jensen tới chơi và đó là Azir đầu tiên. Weibo nằm xuống, Betty bị hoảng sợ. Dominating dành cho Weibo, anh ta tiếp tục tấn công và có màn hạ gục tiếp theo. Achu đang tháo chạy, bật thanh tẩy lên tiếp tục bắn người Woody, nhưng Masu cần phải lùi về với một cái địa mặt trời đang chặn đầu. Liên tiếp với những tình huống mà FlyQuest đã thi đấu một cách sòng phẳng hơn rất nhiều thôi ván đấu đầu tiên. Ván thi đấu này là một ván thi đấu mà họ không ngại bất kỳ một pha va chạm nào và họ làm đúng. Khi mà Wipo đã có cho mình được 3 món trang bị, ta đứng ở trong bụi, ta tấn công vào những thành viên bên phía của PSG Talon. Và cảm giác được là bây giờ bạn làm gì với con Urgot này. Bây giờ bạn tấn công thì nó nổ cái móng vuốt Xerox và sau đó nó tấn công ngược lại còn đau hơn. Đây là một pha thi đấu mà các bạn có thể nhìn thấy được là họ loáng thoáng thấy tầm nhìn của Wipo rồi, nhưng Maple vẫn bị khinh thị chúng và phân chia thiên hạ về đối phương nổ móng vuốt Xerox. Rồi sao nữa, bạn không hạ gục của đối phương và khi đối phương quay ngược trả sát thương thì lượng sát thương của Kalissa ở thời điểm hiện tại đã là hạn chế hơn rồi. Vẫn tiếp tục là sử dụng chiêu cuối để làm hoảng sợ Betty. Maple nằm xuống nhưng người khổ lại là Betty. Tóm tắt, Betty sợ Wipo. Và tiếp tục tung quyền lực thiên nhiên. Mục tiêu chống chịu sẽ là ai? Đó là một con Sante. Anh ta bật mở đường để có thể lùi về. Mở đường chạy. Maple từ nãy tới giờ chưa có một tình huống phân chia thiên hạ nào thực sự đẹp trong những pha giao tranh tổng. Chỉ ngừng lại việc là ép tốc biến của Jensen ở cái giai đoạn landing mà thôi. Anh ta bị phát hiện tầm nhìn rồi. Chưa hồi tốc biến nữa thì những cái tình huống tiếp cận ở một khoảng cách xa như này rất khó để anh ta tung ra phân chia thiên hạ. Và thậm chí đây là một con Azir lên DPS. Nếu như lao vào như thế sẽ rất phí phạm cái chất tướng Azir. Bây giờ để di chuyển ra khu vực này là tương đối khó cho PSG. Họ có thể biết được đối phương với những tình huống ưng tiễn, nhưng khi hết ưng tiễn thì sao, họ sẽ phải cho người face check mà thôi. Rồi, Jensen trải chiêu cuối ra, đang nhắm vào mục tiêu rồi đó, nhưng quan điểm chấn thì không đúng ai cả. Đại băng tiễn được tung ra nhưng người bị dính là con cua trong tay của Weibo. Anh ta sẽ cần phải lùi về và đối phương đang di chuyển ra. PSG họ sẽ thu hoạch những cái hạt hồi phục này. Tuy nhiên một cái tình huống sử dụng cái thủy ngục. Ủa, đi vòng Masu. Inspire, Jensen, họ đang đi vòng, họ tìm kiếm một ai đó. Achu,
Rồi, quyền lực thiên nhiên, ai sẽ là người che? Sẽ là Achu tiếp tục, Junjie bị tấn công, Junjie chạy và Achu bị tấn công. Achu bị hút về, Achu nằm xuống, Junjie sẽ là nạn nhân tiếp theo. Junjie tốc biến bỏ chạy, lao vào phân chia thiệt hại để được 3 người. Cực kỳ đẹp, Busio có thể nằm xuống, đó là sức đào dựa Betty. Người nằm xuống là Busio, nhưng phía bên này, Jensen còn sống, Weibo còn sống. Xác thương lực cực kỳ nhiều dành cho FlyQuest. Chính xác như vậy, và bây giờ chỉ còn Maple và Junjie một chấm máu này đây. Khoảnh khắc ngôi sao mới ở đây, nhưng ta không có đủ tầm nhìn ở trong khu vực hang rồng. Thậm chí Jensen đứng ở đây đang kiểm soát tầm nhìn. Họ đã muốn quét đi toàn bộ những tầm nhìn mà Junjie có thể để làm được một pha cướp rồng. Nhưng sẽ không có một pha cướp rồng nào cả khi Junjie đã biến về. Và bây giờ sẽ là linh hồn rồng nước cho FlyQuest. Một thế trận mà họ đã đánh rất mạnh ở giai đoạn giữa trận lúc mà Lucian khỏe. Và đây là liên tiếp những tình huống. Đây là một pha thi đấu E-Spy và Jensen muốn tìm góc vòng. Maple cũng muốn tìm góc vòng. Nhưng mà Jensen với cả E-Spy là người tìm thấy trước. Và khi mà Maple đến, cú phân chia thiên hạ này đã là rất đẹp rồi. Tuy nhiên, nguồn sát thương của FlyQuest không đến chỉ một mình từ Lucian, mà còn là một con Urgot và một con Talia ở thời điểm hiện tại nữa. Họ hạ gục được con Lucian thì cũng không quan trọng, bởi vì Weepo lúc đấy không ai đụng đến. Và bây giờ với lượng đồ như này, đây thực sự là một con quái vật. Ván trước là 6-0 hay là 7-0, ván này là 9-0. Và cái lượng trang bị anh ta đang vượt trội so với thời gian luôn. Nhỉn hơn 2 đồ so với người chơi cùng đường phía kia. Chúng ta nhìn thấy Achu cùng với Junjie hai chống chịu nhưng bốc hơi cực kỳ nhanh. Junjie phải tốc biến để chạy, còn không thì anh ta cũng đi theo người đồng đội của mình cực kỳ nhanh. Và bây giờ cái vấn đề của BSG đang lộ rõ. Họ sẽ lấy ai làm tuyến trước và họ sẽ đánh những pha giao tranh như thế nào. Khi một pha giao tranh mà chúng ta nhìn thấy Maple đã đẩy một cú phương chiến thiên hạ, chưa thể nào gọi là tìm một cái gì đẹp hơn nữa rồi. Lượng sát thương của họ bây giờ đã phần nào hụt hơi khi mà chất tướng Kalista và Ashe ở thời điểm hiện tại đã bị giảm đi cái tác dụng của mình rồi. Bolabang tấn công vào Inspire, anh ta lao lên tấn công ngược lại vào Junjie. Junjie không có tốc biến, Maple lao lên bị làm choáng. Junjie nằm xuống, Maple đi luôn. Weepo tiếp tục tấn công người Betty, nhưng đó là mở đường cứu được hay không? Phân chia thiên hạ đã mất khi Azir không còn, chưa cứu được từ Jensen. Woody mất tốc biến bỏ chạy và Achu khô well trong echo máu của mình. Woody là người cuối cùng bật thanh tẩy lên, tiếp tục tấn công, bắn một đòn đại bác, boom, double kill dành cho Lucian. Và con cua hoàng đế đang dẫn dắt 5 thành viên đối phương tiến vào nhà chính của BSG để cân bằng tỷ số 1-1. Chính xác như vậy, ở thời điểm hiện tại, mặc dù cái thời gian hồi sinh của các thành viên bên phía BSG nó là không quá khủng khiếp, nhưng như vậy là đã đủ rồi, bởi vì tốc độ đẩy với cả 5 người và rất nhiều sát thương này của FlyQuest khiến họ cân bằng cái tỷ số ở ván thi đấu này là 1-1. Một ván thi đấu tuyệt vời, các thành viên FlyQuest thì họ đã đánh đúng cái chất đội hình của mình. Họ biết lúc nào đội hình của mình mạnh hơn, với một tướng càn lướt nhiều sát thương như là Urgot, với một con Lucian có thể khép góc được với những tình huống thanh trừng và lượng sát thương đầu ra lớn, và với một chất tướng là Nami cộng với cả Talia, một chất tướng kiểm soát khoảng không tốt, có những tình huống siêu cuối đẹp, thì họ đã có được một pha giao tranh thắng lợi liên tiếp và giành được chiến thắng ở ván đấu thứ hai. Vừa rồi chúng ta thấy được một cái nét mặt rất là hân hoan và thực sự là một sự thỏa mãn của Weibo khi anh ta đã có được một trận đấu thực sự gọi là gánh tim rõ ràng. Có cân nhắc cấm con cua này ván ba không nhỉ? Thực ra một lượt cấm cho Urgot thì nó sẽ là hơi phí phạm một chút ở thời điểm hiện tại, nhưng nếu mà đối phương đã đánh bay cao như vậy với con bài Urgot mà mình cảm giác được không khống chế được, tôi nghĩ đây sẽ là một lượt cấm để làm giảm đi độ hưng phấn của Weepo cũng như là các thành viên của FlyQuest. Nhưng đây là một chiến thắng cực kỳ quan trọng với đại diện đến từ Bắc Mỹ, bởi vì đây sẽ là ván thắng đầu tiên cho Masu và Busho. Nó sẽ giúp cho họ gọi là sốc lại được tinh thần, và khi mà họ sốc lại được tinh thần rồi ấy, thì ván đấu thứ 3 sẽ là một ván đấu cực kỳ khó khăn dành cho PSG Talon. Thật sự, cặp đôi đường trên.